Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Đỗ Thị Hiền mắc hội chứng cổ vai cánh tay. Hội chứng cổ vai cánh tay hay bệnh lý dễ tủy cổ là một thuật ngữ dùng để mô tả một loạt biểu hiện lâm sàng liên quan đến tổn thương của sống cổ và các dây thần kinh xung quanh. Trong đó, dễ thần kinh thứ 6 và thứ 7 thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Người mắc hội chứng cổ vai cánh tay có biểu hiện gì? Dấu hiệu của bệnh dễ thần kinh cổ ở mỗi người có thể không giống nhau, vì chúng thường thể hiện tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và giai đoạn bệnh tiến triển. Hội chứng cổ vai cánh tay có thể là khả năng phát sinh bởi nhiều yếu tố, trong đó phổ biến nhất là hai vấn đề về sức khỏe sau. Thoái cột sống cổ. Theo thống kê, khoảng 70-80% người mắc hội chứng cổ vai cánh tay do đốt sống cổ bị thoái hóa. Trong trường hợp này, người bệnh có thể bộc lộ triệu chứng đau nhức tại vùng cổ gáy, các cơn đau thường âm ỉ và xuất hiện từ từ chứ không bùng phát đột ngột gây khó chịu. Tình trạng đau nhức chủ yếu phát sinh vào buổi sáng, đặc biệt là sau khi ngủ dậy. Cường độ đau có xu hướng gia tăng khi người bệnh vận động mạnh hoặc chịu áp lực tác động lớn lên cổ và vai. Khả năng vận động cũng như phạm vi chuyển động của cổ bị hạn chế, vẹo cổ. Mặt khác, tình trạng thoái hóa rất dễ kéo theo sự phát triển của gai xương. Nếu đủ dài, gai cột sống cổ có nguy cơ chèn ép và các dây thần kinh, dẫn đến một loạt các tình trạng sau: phạm vi đau nhức mở rộng, cảm giác tê bì, ngứa gian, khó chịu chạy dọc từ cánh tay đến ngón tay, đi kèm với triệu chứng yếu cơ, khó cử động tay. Thoát vị địa đệm của sống cổ. Khoảng 20-25% trường hợp hội chứng cổ vai cánh tay có nguyên nhân bắt nguồn từ thoát vị địa đệm của sống cổ. Tình trạng địa đệm thoái hóa lâu ngày không chỉ là khả năng gây ép lên các dây thần kinh mà còn cả tủy sống. Vì vậy, bên cạnh những triệu chứng chèn ép dây thần kinh đã được đề cập ở trên, trong trường hợp này, người bệnh còn có thể có một triệu chứng như suy giảm khả năng vận động phối hợp tay, tê bì tay, nhức nhối mỏi, teo cơ. Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí tổn thương ở tủy sống mà người bệnh có nguy cơ bị liệt tứ chi hoặc rối loạn phản xạ đại tiện, tiểu tiện nếu tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng. Đây không phải là căn bệnh quá nguy hiểm, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đời sống của bệnh nhân, gây ra những khó chịu không đáng có. Phương pháp cấy chỉ khắc cốt là một phương pháp được kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, với những ưu điểm như lành tính, an toàn, không biến chứng, không cần sử dụng thuốc hay phẫu thuật. Nhiều bệnh nhân đã tin tưởng lựa chọn điều trị bằng phương pháp này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng phương pháp cấy chỉ và điều trị thành công nhiều ca bệnh xương khớp, đã tạo tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.